Ngươi xem náo nhiệt biết bao nhiêu. Trẫm đặt đại danh Xuân Thu Phủ ở đây, nhưng lại đi tới quá vội vàng. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đều không được đi vào. Công tử, thân phận hiện giờ của người là Chu công tử đó. Được rồi, ta biết rồi. Nhưng mà có điều, ngươi xem, quả nhiên là ý dân tràn trề. Quốc thái dân an, thiên hạ thái bình, chứng tỏ Chu công tử chỉ vì thiên hạ. Được rồi, được rồi. Suốt ngày vỗ móng ngựa thôi, ở trong cung vỗ chưa đủ hay sao mà ra ngoài còn vỗ? Ơ, đó là gì vậy? Tiểu thượng tử, qua đó xem đi. Dạ. Đây là tổ chức cái gì vậy? À, đúng vậy. Không biết nữa. Có tài của đất. Người tham gia phải biết làm thơ hả? Đúng vậy. Công tử, Đắc Nguyệt lâu tổ chức hội thi thơ. Ủa? Công tử, xin mời. Đi xem thử. À, có đi. Đúng vậy. À, rất hay. Hay lắm. Đúng vậy. Thơ hay quá. Muốn xem nào? Thơ rất hay. Đúng là tuyệt thiệt. Trại thi đài, trại thi tài. Trại thi đài, trại thi tài. Thi tài tuyệt thế, thi đài tuyệt thế. Hay, tốt. Đó, ngươi cũng làm một bài đi. Công tử chê cười rồi, ta sao có thể chứ. Ta thấy vẫn nên nghe thơ của mấy chị tài tử thôi. À, ba vị khách quan, à, xin mời. Ba vị khách quan muốn ăn gì đây? Tiểu nhị cho ta một bình nước. À, có liền. Để cho ta. Ấn Nguyệt tỉnh, Ấn Nguyệt ảnh. Ấn... Ấn... Lại là một câu gian dở. Phải đó. Để ta thử xem. Vọng gian lâu, vọng gian lưu. Vọng gian lâu, vọng gian lưu. Gian lâu thiên cổ, gian lưu thiên cổ. Hay lắm. À, quá khen rồi. Tại hạ còn phải vào kinh thi cử, xin cáo từ. Ờ, Lý công tử, sao không ở đây thêm vài ngày, ta sẽ lo ăn ở cho. Học trò còn có việc, không thể nào chậm trễ được. Đó, thi cử gì chứ, làm quan không có gì thú vị hết, đừng có đi. Lời này của công tử sai rồi. Tống Hoàng Cừ tiên sinh từng nói rằng, ta đời này đọc sách, một lòng vì thiên hạ, góp sức cho muôn dân, kế thừa tuyệt học của thánh hiền ngày trước, mở ra thái bình thịnh thế. Tại hạ mặc dù học hành kém cỏi, nhưng một lòng muốn cống hiến cho triều đình, nguyện vọng muốn tạo phúc cho dân, chứ bao giờ dám quên. Hay, quả nhiên là người có lòng trung thành. Rất hay. Hay lắm. Ờ, người thích chức quan gì, trẫm ban cho. Cái gì? Chức quan tại sao lại ban? À, thật ngại quá, công tử nhà ta tửu lượng không tốt lắm, vừa nãy đã uống mấy ly, vẫn mong các vị công tử không cảm thấy kỳ quái. À, tại hạ là Lý Tử Hào ở Tùng Giang phủ, xin hỏi các hạ là? Trẫm chính là công tử ta họ Chân. Ồ, đúng vậy, đúng vậy, ta họ Chân, tên là Chân Lệ Hải. À, huynh có chuyện gì có thể tới Đại Nhạc Xuân Thu phủ tìm ta. Được rồi, vậy tại hạ xin cáo từ. Gọi hết bọn họ ra đây cho ta. Dạ. Dạ. Báo cáo chủ nhân, bên ngoài Tế Nguyệt Đài có người tự xưng là cẩm y vệ Tống Trừng Canh xin cầu kiến. Cho vào Tế Nguyệt Đài, trực tiếp tới gặp ta. Dạ. Thông minh, nhanh như vậy mà đã nghĩ ra cách giải quyết rồi. Có điều đừng có vui mừng quá sớm. Người đâu? Là cái gì? Cái gì vậy? Phải đó. Trời ơi, nhìn sợ quá. Không ngờ lại là cô. Không phải Phượng Nhi, cô ấy bị quan đó. Tổng quản, nhất định là có nhầm lẫn rồi. Dẫn đi. Phượng Nhi.
Đốc chủ. Thái hậu nương nương đang xử phạt đại thần. Được rồi, lui xuống đi. Công tử à, trong nhà đang có việc gấp, chúng ta phải mau về nhà thôi. Ta vừa mới tới đây thôi, mông ngồi còn chưa ấm nữa mà. Tấn Dương tới thăm Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương mở yến tiệc tiếp đại Tấn Dương, phát hiện hoàng thượng lại xuất cung, vì vậy Thái hậu đã tức giận, gọi các đại thần tới Khung Ninh cung mắng cho một trận. Mắng là bọn họ vô dụng, ngay cả hoàng thượng cũng không canh được. Phạt bọn họ quỳ ở cửa cung đợi tới khi hoàng thượng về. Khi nào hoàng thượng quay về thì khi đó bọn họ mới được lui triều. Vậy thì để cho bọn họ quỳ. Hoàng thượng, các đại thần đã quỳ nhiều canh giờ ở đó rồi, nếu tiếp tục quỳ như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì... Bỏ đi bỏ đi. Hồi cung đi. Nơi này là sương phòng của các cô gái. Các cô gái tổng cộng có 12 người đều nằm ở đây hết. Nói ra thì bọn họ có thể thuận lợi tới Tế Nguyệt Đài cũng là nhờ phúc của đại nhân đó. Lời này tại sao lại nói như vậy? Cách đây vào 7 ngày trước, đám cô nương này gặp phải sơn tặc, các hộ vệ bị thương và chết gần hết. Người của ta cũng bị thương rất nặng. Lúc đó cũng may có Trường Canh đại nhân kịp thời ra tay cứu giúp. Dân thường xin cảm tạ ân tình cứu giúp của đại nhân. Chỉ là chuyện nhỏ thôi, không cần khách khí đâu. Tế Nguyệt Đài này và đại nhân thật là có duyên đó. Mời đi bên này. Chúng ta mau đi tìm cô đi, nói cho cô biết Phận Nhi bị hại đi. Tìm được thì có ích gì? Chuyện của Tiểu Mãn ca ca chỉ có ba người chúng ta biết thôi. Người hãm hại Phận Nhi là ai chúng ta còn không biết mà. Lời của muội vừa rồi đã nhắc nhở ta, còn có một người biết nữa. Đi, chúng ta đi tìm cô. Hả? Đi. Dạ quanh tỷ, tỷ có thể giúp ta giải thích với cô có được không? Ta không cố ý xông vào cấm địa đâu, ta thật sự đã bị hãm hại mà. Bây giờ hai người hãy canh chừng cô ấy, ta đi gặp dân tỷ nói chuyện. Dạ. Không biết Trường Canh đại nhân đi khảo sát Tế Nguyệt Đài rồi có hài lòng hay không đây? Thời gian của Trường Canh có hạn, chỉ xem xét thoáng qua thôi. Ám vệ sứ trong cung phần nhiều là làm nhiệm vụ bảo vệ và công việc thanh trừ. Còn Tế Nguyệt Đài là nơi bồi dưỡng thám tử. Lần này đại nhân tới Tế Nguyệt Đài khảo sát, không biết có phải cần thêm các phương diện này không? Tế Nguyệt Đài là cơ quan bí mật riêng của Đông Sưởng, chúng ta lấy thừa bù thiếu, học tập lẫn nhau. Lời đại nhân nói chí phải. Dân cô, ta đang bận tiếp khách không thấy sao? Có chuyện gì? Đã bắt được người xông vào cấm địa rồi. Và tổng quản hỏi có phải nhốt người lại trước thẩm vấn xong mới xử lý hay không. Về chuyện này, ta đã giao cho già quanh tổng quản phụ trách rồi. Người lùi xuống đi. Dạ. Để Trường Canh đại nhân chê cười rồi. Tế Nguyệt Đài căn bản đều là phụ nữ, dùng hình trừng phạt cần thiết là để cho bọn họ hiểu quy tắc hơn thôi. Ta hiểu điều này. Vừa rồi lời Trường Canh đại nhân nói ta rất tán đồng. Nếu như ngài có cần cái gì đó, Tế Nguyệt Đài có thể giúp ngài cái gì, dân thường sẽ dốc hết toàn sức lực. Vậy được, những gì nên nói chúng ta cũng đã nói rồi. Trường Canh xin cáo từ. Đại nhân, xin mời lối này. Dạ quanh tỷ, cô đã nói sao hả? Cô có tha thứ cho ta hay không hả? Phượng Nhi, đừng có trách ta. Dạ quanh tỷ, cô cũng đồng ý để ta chết có đúng không? Bất kể là cô có tin hay không, ta đã làm hết sức rồi. Gặp được cha của cô, thầy ta nói câu xin lỗi với ông ấy nha. Được, ta sẽ nói mà.
Nếu như cha của ta từng làm chuyện gì đó mà có lỗi với tỷ, ta xin lỗi tỷ thay cho ông ấy, mong tỷ có thể tha thứ cho ông ấy. Một nhà đầu tốt như vậy, ta xin lỗi. Ta là người chấp hành nhiệm vụ thôi. Cô, cậu xin người hãy tha cho Phượng Nhi. Phượng Nhi bị oan. Phải đó cô, Phượng Nhi bị người khác hãm hại nên mới nhầm vào cấm địa. Cô, người mau đi cứu Phượng Nhi đi, bằng không sẽ không kịp nữa đâu. Phượng Nhi? Phượng Nhi làm sao hả? Cô, người bị Dạ Quanh tổng quản dẫn đi là Phượng Nhi đó. Ngươi nói là người vừa rồi bị Dạ Quanh tổng quản dẫn đi xử quyết là Phượng Nhi? Dạ. Xử quyết sao? Hả? Phượng Nhi chắc chắn là đang ở trong tiếng huyền đại. Ra tay đi. Bảo Nô, đưa Phượng Nhi giúp ở phòng cấm túc. Dạ. Sợ chết quá. Tối hôm qua Phượng Nhi đã tự ý xông vào cấm địa, theo quy tắc sẽ phải xử quyết, nhưng niệm tình các người mới tới không hiểu được sự tàn khốc của quy tắc ở Tế Nguyệt Đài. Vừa rồi lại có người chứng minh Phượng Nhi đi nhầm vào cấm địa, không phải là cố tình vào trong đó, do đó đổi thành cấm túc 3 ngày kiểm điểm. Tốt quá, tôi chết rồi. Không phải, yên lặng đi. Chuyện lần này của Phượng Nhi là một sự cảnh báo. Nếu lần sau còn tái phạm, đừng trách cô không nương tay. Dân tỷ, sao tỷ lại nhìn ta như vậy? Dạ Quanh, bây giờ chỉ còn hai chúng ta. Ngươi nói xem có phải ngươi làm không? Cái gì mà có phải ta hay không? Dù Phượng Nhi xông vào cấm địa có phải là ngươi không? Ta nghe Tuyết Nhi nói, bí mật của Phượng Nhi ở Tế Nguyệt Đài này chỉ có ngươi biết thôi. Tỷ nghi ngờ ta? Sư môn của ngươi, còn có bản thân ngươi đều có thù với phụ thân của Phượng Nhi kia mà. Thậm chí nói đón lễ đó là tự mình ngươi nói với ta, đúng chứ? Dạ Quanh à, mọi chuyện
ta sẽ không truy cứu nữa. Kết thúc ở đây đi. Tất cả đều qua đi rồi. Lần nào cũng như vậy hết. Đang đi chơi vui vẻ thì bắt ta chị. Bao giờ mới có thể cho ta tiêu rồi. Xem ra chúng ta trở về muộn. Hoàng thượng, điều tại tin tức của thần không đủ nhanh, hải hoàng thượng lại về muộn rồi. Bỏ đi, dù sao đây không phải là lần đầu tiên. Kỹ lai chi, tắc an chi. Đi thôi. Cung đón hoàng thượng hồi cung. Chúng ái khanh bình thân. Tạ hoàng thượng. Chúng ái khanh cực khổ rồi, bây giờ hãy quay về nhà đi. Cung điện hoàng thượng. Phượng Nhi, Phượng Nhi, Phượng Nhi. Phượng Nhi. Tỷ tìm ta sao? Hả? Cô làm gì nửa đêm nửa hôm vậy? Ta ở đây ăn ngon ngủ ngon sống tốt. Ta ở đây làm gì liên quan tới tỷ hả? Cô thật sự nghĩ vậy sao? Đương nhiên rồi. Đâu phải ai cũng có thể bước vào phòng cấm túc này được đâu chứ. Cô có thể nghĩ như vậy, ta cũng yên tâm rồi. Cô không muốn biết vì sao ta vào đây được hả? Một chút cũng chẳng muốn luôn. Ta rất thân với bán nô, ta nói muốn tới thăm cô, hắn liền đưa ta chìa khóa. Phượng Nhi, cô biết vì sao tiếng chim kêu ngoài kia giống tiếng khóc thê lương của nữ nhân hay không? Không biết nữa. Đây chính là tiếng kêu của quạ đen đó. Chim quạ là loài vật không may mắn. Tế Nguyệt Đài có một truyền thuyết nói là con quạ đen này do một người phụ nữ có lòng đố kỵ rất mạnh biến thành. Cô ta không chịu nổi có người phụ nữ khác xinh đẹp hơn. Vào ban ngày, cô ta liền biến thành một con quạ đen, quan sát xem có ai xinh đẹp hơn cô ta không. Nếu bị cô ta phát hiện, buổi tối cô ta sẽ biến thành một con rắn độc tới xé rách khuôn mặt của người đó. Dạ ta sợ quá. Sợ Nhi tỷ. Sợ Nhi tỷ, ban đêm tỷ nhất định phải cẩn thận đó. Vì sao hả? Bởi vì cô ta sẽ xé rách mặt của tỷ đó. Được rồi, đã trễ rồi, phải điểm danh đó. Ta phải quay về đây. Cô ở đây một mình phải cẩn thận đó. Không biết chừng tới tối cô ấy sẽ tới tìm cô. Đa tạ Sở Nhi tỷ. Đi đường cẩn thận nha. Chỉ một chút kế nhỏ đó mà muốn dọa ta sao? Thật không biết Lâm Phượng Nhi ta lớn lên ra sao rồi đó. Yên Nhi. Có. Sở có. Nhi. Tuyết Nhi. Có. Xảo Nhi. Có. Được rồi, mọi người đều trở về phòng đi. Dạ. Dạ. Chán quá đi. Hả? Là đàn ông. Lẽ nào là Tiểu Mãn ca ca nhận được đèn khổng minh tới đây tìm ta? Dân tỷ, muộn như vậy rồi mà tỷ còn gọi ta tới, có phải có chuyện gì gấp hay không? Ta vừa nhận được tin mật. Chủ tử muốn tới sao? 3 ngày sau sẽ khởi hành. Chỗ chúng ta phải mau chóng chuẩn bị đi thôi. Nhanh như vậy? Phía chủ tử xem ra không đợi được nữa rồi. Đám cô nương mới tới bây giờ đã sao rồi? Cơ bản đã học được kha khá rồi, còn mấy bài khảo hạch cuối cùng nữa.
Có điều gần đây giữa các cô nương tranh đấu lẫn nhau, hao tổn không ít tinh lực rồi. Chúng ta có cần ra mặt kêu dừng lại không? Không cần đâu. Tranh đấu lẫn nhau, đó chính là cách duy nhất để bọn họ ra ngoài. Ở Tế Nguyệt Đài không giữ được bình tĩnh, ra ngoài rồi cũng là chết. Mặc bọn họ đi. Báo luôn. Bị làm sao vậy hả? Mà đặt xuống đi. Sao vậy Phượng Nhi? Báo nữa, cô ấy sao vậy? Đa tạ Quynh, Quynh quay về trước đi. Trời đất ơi, Phượng Nhi bị sốt rồi. Sao lại sốt được chứ? Không phải chiều nay vẫn bình thường sao? Chúng ta không có thuốc, phải làm sao đây? Ta sẽ đi tìm già tổng quản. Không được, bây giờ cô ấy vẫn đang trong thời gian bị giam giữ, không nên tìm tổng quản. Vậy thì phải làm sao? Không lẽ để như vậy? Hay là chúng ta tự tìm tới phòng thuốc đi. Nô tỳ tham kiến hoàng thượng. Thái hậu đã ngủ rồi sao? Bẩm hoàng thượng, thái hậu không đợi được hoàng thượng nên đi ngủ rồi. Cứ nô tỳ ở ngoài này hầu, mời hoàng thượng sáng mai hãy tới. Được, ta biết rồi. Lưu Mặc. Dạ. Đi thôi. Dạ. Nè, tự mình làm đi. Nè, uống thuốc đi. Đắng quá. Còn chê đắng nữa hả? Không nhờ có báo nô, cái mạng của cô cũng không giữ được. Cô còn nhớ chuyện tối qua hay không vậy hả? Ta hình như là thấy Tiểu Mãn ca ca đó. Tiểu Mãn ca? Sao có thể chứ, sốt tới hồ đồ rồi. Tự uống đi. Mau cầm lấy. Ta không muốn phải chăm sóc cô nữa đâu. Thiệt tình. Ta phải mau về điểm danh đây. Nếu không chút nữa phát hiện ta không có mặt đó. Nè Phượng Nhi, ta có chìa khóa ở đây đó. Chừng nào rảnh sẽ tới thăm cô. Được thôi. Ta đi đây. Trừng canh đại nhân cầu kiến. Không phải hắn đi rồi sao? Dẫn hắn tới phi dân điện. Ta sẽ qua đó ngay. Dạ. Đại nhân, ngài đây là... Ta nhận được một tin, cho nên đi vội trong đêm tới đây. Tin tức gì chứ? Mấy ngày trước có một nhóm thiếu nữ ở trấn Linh Sơn lên xe ngựa của Tế Nguyệt Đài các người. Ý của ngài nói là cô gái ngài đang muốn tìm ở trong đám thiếu nữ tới từ trấn Linh Sơn sao? Đúng vậy. Cô gái mà ta tìm chính là tiểu muội muội thất lạc nhiều năm của ta. Đại nhân nè, không bằng nói thẳng tên cô ấy ta nghe xem. Ta sẽ giao tận tay cho ngài mà. Cô gái mà ta nói tên là Lâm Phượng Nhi. Phượng Nhi? Phải. Thật không may, ngài có còn nhớ chiều ngày hôm qua lúc hai chúng ta đang nói chuyện, có một cô gái tự ý xông vào cấm địa, ta đã cho già tổng quản xử lý không? Bà đã xử lý cô ấy rồi sao? Cũng không hẳn đâu. Chỉ là ta đuổi cô ấy ra khỏi Tế Nguyệt Đài rồi. Cô ấy đi khi nào? Sau khi ngài rời đi không lâu. Cáo từ. Lâm Phượng Nhi này có quan hệ gì với Tống Trường Canh này đây?
Muội muội thất lạc nhiều năm sao chứ? Cũng thú vị lắm. Nếu như chủ tử biết, ắt hẳn sẽ rất vui. Hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây là vì Dân tỷ có chuyện muốn nói với các người. Mọi người huấn luyện ở đây cũng đã hơn một tháng rồi. Tế Nguyệt Đài chỉ là nơi dung thân tạm thời mà thôi. Nơi đây có sự tập luyện gian nan, còn có rất nhiều quy tắc. Nơi này không phải là một chốn dung thân giản đơn, nhưng tất cả vì nghĩ cho tiền đồ của các ngươi mà thôi. Tế Nguyệt Đài nhất định là bàn đạp có thể khiến các ngươi được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng cũng có thể khiến các ngươi biến mất vô ảnh vô tích. Cho nên phải xem mọi người đi ra ngoài ra sao đã. Hả? Có chuyện ra sao vậy? Yên lặng đi. Ta tin rằng khoảng thời gian này mọi người đều rất hiếu kỳ, cảm thấy Tế Nguyệt Đài chúng ta suốt cuộc là để làm gì. Hôm nay ta sẽ nói đáp án cho mọi người biết. Hai ngày nữa sẽ có một vị khách quý tới Tế Nguyệt Đài của chúng ta. Các cô học tập ở đây lâu như vậy rồi, hãy lấy bản lĩnh của các người ra đi. Biểu diễn vào giờ thình ngày mai, tiêu chuẩn chỉ có một mà thôi, phải khiến khách quý của chúng ta được vui. Hai ngày nay các ngươi không có bất kỳ sắp xếp nào cả, các ngươi tự mình tổ chức luyện tập đi. Cố gắng luyện tập đi các cô nương. Khách quý hả? Lại không quý nào, không lạc gì đây, quý nào chứ, là gì nào chứ, đâu có ý tưởng gì không hả? Quý nào vậy? Sao mà long trọng vậy? Thật sự không biết làm sao nữa. Dạ Quanh tỷ, Dân tỷ tìm ta sao? Ta hãy mau vào trong thôi. Tâm trạng của cô hôm nay rất tốt. Phải đó, chỉ cần nghĩ được ra ngoài ta vui lắm. Cô, Sở Nhi tới rồi sao? Cô đã chuẩn bị biểu diễn tới đâu rồi? Bẩm cô, tiết mục Sở Nhi chuẩn bị chính là múa lùa, nhưng mà không biết có hợp hay không nữa, mong người hãy giúp đỡ. Lại là múa sao hả? Múa chính là thế mạnh của ngươi rồi đó. Có điều biểu diễn lần này khác biệt với bình thường, mong người chỉ giáo. Sở Nhi, 3 năm trôi qua, cô nhìn ngươi trưởng thành, cô coi trọng ngươi, cũng hy vọng vào ngươi. Cái này ngươi cầm lấy, đây chính là ca dao của quê hương chủ tử đó. Ngươi đặc biệt rất thích, mong rằng nó có tác dụng với ngươi. Cảm tạ cô. Đi chuẩn bị đi. Dạ, xin đa tạ. Dân tỷ. Ngươi nhất định muốn hỏi tỷ tỷ vì sao làm như vậy. Tỷ tự có tính toán của mình. Dạ Quanh ngu xuẩn, không thể nhìn ra tâm ý của tỷ tỷ. Ta biết là ngươi rất hy vọng Sở Nhi có thể ra ngoài, cho dù không ra được, ngươi cũng mong nó được sống, ít nhất ở Tế Nguyệt Đài giúp ngươi. Ngươi xem bộ dạng nó huấn luyện người mới cũng rất ra dáng đó, nhưng nó không phải người. Kể từ ngày đầu tiên bước vào Tế Nguyệt Đài, có một thứ ở trong mắt của cô ta, nó chưa từng biến mất đi. Là thứ gì vậy chứ? Dạ tâm. Cô ta muốn thắng tất cả mọi người, muốn dễ dàng đường đường chính chính từ Tế Nguyệt Đài này đi ra. Cô ta quá háo thắng, muốn làm nhiều hơn và lớn hơn nữa. Dân tỷ chỉ có thể giúp cô ấy đến đây thôi. Đúng là chọn người ta chết khiếp, chút nữa là tới không kịp rồi. Đi như ăn trộm vậy đó. Vất vả cho muội rồi Yên Nhi.
Phượng Nhi đỡ hơn chưa? Đã đỡ hơn nhiều rồi, cũng hết sốt rồi. À, cô nói chúng ta chuẩn bị một tiết mục để biểu diễn, nhưng mà bây giờ Phượng Nhi bị sốt rồi, chúng ta nên chuẩn bị cái gì đây? Phải đó, nè Trích Nhi, cô có nhiều ý tưởng hay là nói ra đi. Chúng ta phải biết người tới đây là ai mới có thể chuẩn bị cho chu đáo được. Cô không phải nói rồi sao? Là khách quý tới, hơn nữa còn là người cô kính trọng ba phần. Nè, mới sáng sớm thôi mà đã náo nhiệt vậy rồi hả? Tị tới đây làm gì? Ta tới xem các cô. Hế, các cô chuẩn bị tiết mục ra sao rồi? Mấy người các cô từ khi tới Tế Nguyệt Đài chưa có lúc nào yên ổn, làm gì sảnh mà yên ổn học hành chứ. Hả? Phải rồi, Phượng Nhi ốm rồi, chắc cô ấy không tới được rồi. Ta thấy lần này các ngươi hết hy vọng rồi đó. Chuyện này không cần tí bận tâm, bọn ta chắc chắn sẽ đánh bại tỷ, đợi mà coi. Bản lĩnh không có lớn mà khẩu khí thì không nhỏ đó. Ta sẽ đợi xem các cô có thể chuẩn bị được một tiết mục đặc sắc ra sao. Lần này ta tới đây để tạm biệt các cô đó. Ta sẽ nhanh chóng rời khỏi nơi này, sẽ sống một cuộc sống vinh hoa phú quý. Các cô đó hãy cứ ở đây từ từ mà đợi đi. Nói như vậy tỷ có thể ra ngoài rồi sao? Đúng đó, người lần này tới đây là chủ tử thực sự của Tế Nguyệt Đài này đó. Các cô chắc là không biết. Có điều bây giờ đã biết rồi, chắc cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Tới lúc đó ta bay lên như diều gặp gió rồi. Còn các cô cứ ngồi ở đây mà đợi tới già đi ha. Bây giờ chúng ta phải làm sao được đây? Sở Nhi đã ở Tế Nguyệt Đài tới 3 năm rồi. Lần này nếu có thể ra ngoài, nhất định tới Tế Nguyệt Đài là người rất quan trọng. Hơn nữa người này sẽ dẫn theo một số người. Nói như vậy thì cũng tức là nói chúng ta có thể tới một nơi tốt thật sự rồi. Tốt quá rồi. Tuyệt quá. Tuyệt quá. Chủ tử thật sự của Tế Nguyệt Đài này chính là nói người còn có quyền lực cao hơn dân thường của cô. Nói không chừng đây chính là một vị đại quan có thể rửa quan cho nhà ta cũng nên. Tham kiến Thái hậu nương nương. Tham kiến mẫu hậu. Trong lòng con có còn người mẫu hậu này hay không hả? Không ở trong cung xử lý triều chính, cả ngày chỉ chạy ra ngoài thôi. Thái hậu nương nương bớt giận, hoàng thượng xuất cung để thị sát dân tình, ngoài giao lưu với các sĩ tử vào kinh thi cử để tìm xem có nhân tài nào đặc biệt hay không thôi. Ngậm miệng cho ta. Đừng tưởng là ngươi đi theo Ai Gia nhiều năm thì có thể mặc sức mà làm càn. Hoàng thượng xuất cung cũng là do bị ngươi mê hoặc. Có tin Ai Gia đánh chết ngươi không hả? Thái hậu nương nương bớt giận, thần tội đáng muôn chết. Xin mẫu hậu bớt giận, là như thần tự muốn xuất cung, Lưu Mặc chỉ là không dám làm trái ý của trẫm. Dinh Nhi, trong cung có gì không tốt vậy chứ? Vì sao con lại không chịu ở trong cung vậy? Con là cửu ngũ chí tôn, là thiên tử, con lên ngôi trị vì chưa đầy 3 năm, cứ như vậy mà làm triều đại tàn lụi sao? Con để cho Ai Gia chết đi, không có mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông sao? Nhi thần tuyệt đối không trễ nải việc triều chính, chỉ là nhi thần muốn nhìn xem những khổ cực của thế gian. Từ nhỏ nhi thần đã sống trong hoàng cung, chưa từng rời khỏi hoàng cung. Mọi chuyện lớn nhỏ ngoài cung đều nghe qua lời của các đại thần mới biết. Mẫu hậu chẳng phải đã từng dạy con sao? Đọc dạng cuốn sách không bằng đi dặn dặm được. Con trưởng thành rồi, Ai Gia vốn không nên quản nhiều chuyện của con như vậy. Nhưng Ai Gia lo tuổi của con vẫn còn đang rất trẻ, xử lý không tốt quan hệ với đại thần. Nhưng lời vừa rồi con mới nói cũng không phải là vô lý. Về sau này chuyện của con hãy cố gắng tự mình làm chủ cho tốt. Cảm tạ mẫu hậu. Con cũng đừng vui mừng quá sớm, Ai Gia có điều kiện kèm theo. Con nói xem, đã bao nhiêu lần rồi con chưa tới cung của Mai Phi vậy? Ai Gia còn đang đợi ôm hoàng tôn đó. Hả? À, Tuyết Nhi tỷ tỷ, thuốc hôm qua lấy đều đã dùng hết rồi, phải làm sao đây? Sớm biết như vậy hôm qua lấy nhiều hơn một chút. Có thể chúng ta vội vàng quá. Không sao đâu, ta nghĩ cách khác xem sao. Thực ra là ta đã quan sát từ lâu rồi, buổi trưa dược phòng không có người, bọn họ đều đi ăn cơm hết. Lát nữa ta sẽ lẻn qua lấy. Nhưng bụi không biết chữ, lỡ như bà lấy nhầm thì làm sao? Coi thường ta quá đó. Ở trên mỗi loại thuốc đều có dán chữ hết mà.
Ngày hôm qua ta đã sớm ghi nhớ tên thuốc mà tỷ ghi rồi. Ta học rất nhiều lần, có gì khó khăn đâu. Vậy một chiếc lại một lần cho ta xem đi. Đợi một chút. Thế sao hả? Không tồi, viết đúng hết rồi đó. Yên Nhi à, cô giỏi thiệt. Chỗ thuốc này là để trị phong hàn, chắc chắn là thuốc cho Phượng Nhi rồi. Thuốc này ta sẽ cho các ngươi uống nhầm thuốc, tới lúc đó xem các ngươi biểu diễn ra sao đi. Không tệ, Yên Nhi đã nấu thuốc rồi. Mọi người về rồi hả? Bụi tỉnh rồi. Yên Nhi à, cơm chiều đây. Yên Nhi, thuốc của cô. Nè Yên Nhi, thuốc này bụi đun bao lâu rồi? Một canh giờ rồi đó. Vậy thuốc sắp xong rồi, một lát nữa ta sẽ mang qua cho Phượng Nhi. Buổi tối ta ở cùng với Phượng Nhi. Vất vả cho muội rồi. Phượng Nhi, nhân thuốc còn nóng uống đi. Sao vậy? Sao lại đắng như vậy chứ? Kỳ quái, sao hôm qua tỷ không chê đắng chứ? Có thể vì hôm qua miệng của ta không có vị giác. Tuyết Nhi nói rồi, đây là thuốc ngày thứ ba. Tỷ mau uống đi, ngày mai có thể quay về rồi. Uống vô là khỏi sao? Nhanh nhanh uống đi.
Cô, sao ta lại ở đây? Ngươi được giải trừ lệnh cấm rồi, bây giờ đang ở trong phòng ngủ của ngươi đó. Đa tạ cô. Mấy người Tuyết Nhi đâu? Lá gan của các người thật không nhỏ, bệnh cũng không báo cáo lên trên, còn lén tự chạy đi lấy thuốc về uống nữa. Lẽ nào không biết thuốc có 3 phần độc, nếu uống nhầm sẽ mất mạng hay sao? Dạ quanh tỷ tỷ, ai trộm thuốc vậy hả? May mà cô được phát hiện kịp thời, vận khí của cô tốt, không giống như dạ quanh. Cô à, ta đã ngủ rất lâu rồi sao? Ngươi đã hôn mê 1 ngày 2 đêm rồi. Ngươi hãy nghỉ ngơi đi. Ừ. Ta hãy đi thôi. Tuyết Nhi, Yên Nhi, Phượng Nhi tỉnh rồi sao? Ta không sao. Tây Nhi đâu? Điều tại ta, ta đã lấy nhầm thuốc, hại cô và Tây Nhi. Mùi ấy cũng bệnh sao? Sao vậy chứ? Tây Nhi mùi ấy đã mất rồi. Mất rồi. Chịu nhiều khổ sở như vậy còn chưa được hưởng phước mà đã ra đi rồi. Mấy tháng này ta liên tục mất đi rất nhiều người thân bạn bè, ta đột nhiên cảm thấy sinh mệnh rất vô thường. Đúng vậy, thấy sự vô thường giống cứ tưởng là bản thân có tất cả rồi, thật không ngờ chớp mắt cũng sẽ mất đi mà thôi. Cũng không biết là tin tử của Tây Nhi, người nhà của muội ấy có biết không? Chi bằng chúng ta kết bái đi. Kết bái? Nếu như sau này bất cứ ai trong chúng ta có chuyện gì ngoài ý muốn thì người còn sống nhất định phải giúp người mất cúng bái. Lời của Yên Nhi rất đúng. Bây giờ ở Tế Nguyệt Đài, sinh bệnh yếu ớt như ánh đèn, gió thổi một cái là dục tắt. Giống như Tây Nhi vậy, cô ấy cũng chẳng ngờ bản thân sẽ ra đi như vậy. Bây giờ chúng ta không có cách nào thông báo cho người nhà của cô ấy. Được, bây giờ chúng ta kết bái đi. Trời xanh trên cao, hoàng tổ dưới đất, hôm nay tín nữ Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yên Nhi nguyện kết thành tỷ muội khác họ, từ đây đồng sinh cộng tử, mãi không phân ly. Thần tham kiến hoàng thượng. Trường Canh, từ sau khi tới Tế Nguyệt Đài sao không thấy khanh vậy? Bẩm hoàng thượng, mấy ngày nay thần đang bận chút chuyện riêng thôi. Chuyện riêng? Khanh mà cũng có chuyện riêng sao? Trường Canh ơi là Trường Canh, nào 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 nào, tới đây kể trẫm nghe. Khanh có chuyện riêng gì?
là nhìn trúng việc của nương nhà hay sao? Trẫm sẽ giúp Khanh đi đề thân cho. Nếu không đồng ý, trẫm sẽ giúp Khanh đi cướp. Sao hả? Đại ca này trượng nghĩa chứ. Quan thượng quý chủ, quan thượng đối tốt với Trường Canh, Trường Canh luôn khắc ghi trong lòng. Chỉ là chuyện riêng này không giống như hoàng thượng nghĩ đâu. Thần đã tìm thấy một ít manh mối về muội muội thất lạc nhiều năm của mình. Thần đang tìm muội ấy. Ồ, tìm người hả? Vậy Khanh nên đi tìm Lưu Mặc, thám tử ở đông xưởng của Lưu Mặc. Ngay cả các đại thần một ngày thân mật mấy lần với vợ, bọn họ còn ghi chép được. Tìm người chắc không thành vấn đề. Đó, đúng rồi, Trường Canh. Nói tới Lưu Mặc, hắn gần đây đang làm gì? Lần trước nói tới chuyện Tế Nguyệt Đài là thật sao? Bẩm quan thượng, Tế Nguyệt Đài quả đúng thật là một cứ địa bồi dưỡng thám tử bí mật của đông xưởng. Chủ quản quản lý nơi đó cũng là người rất giỏi. Về chuyện này thì Lưu Mặc không hề giấu giếm. Tốt nhất là như vậy. Nhưng nói về vấn đề tận dụng lợi thế của Lưu Mặc vẫn cần suy nghĩ thêm. Vậy thì ý của quan thượng là... Ý của ta là không chỉ dùng mà còn dùng triệt để. Lưu Mặc nếu không ngu, hắn nên biết tình hình hiện tại ra sao, nên nghe theo ai. Các cô nương, để nghênh đón khách quý, Tế Nguyệt Đài có chuẩn bị một sấp vải mới cho mọi người, để các cô làm y phục biểu diễn. Đẹp quá. Mọi người tới nhận đi, mỗi người chỉ được chọn một mà thôi. Đẹp quá. Cái này của ta. Cái này của ta. Của ta thấy đẹp nè. Nè, sao không thấy Yên Nhi đâu vậy? Ta thay cô ấy nhận một cuộn, bằng không một lát sẽ hết mất. Ta lấy cái này. Nè, Phượng Nhi, một người chỉ được nhận một cuộn thôi. Nhưng mà Yên Nhi không có mặt ở đây mà. Mỗi người đều có, không được nhận giùm. Ta biết rồi. Không cho nhận. Ơn trời phù hộ, ta lấy kịp thời. Tấm màu tro này, sống muốn chết luôn. Mặc y phục như vậy biểu diễn, còn không bằng không diễn. Nè Phượng Nhi, tấm vải này xấu như vậy, sao lúc đó cô không giúp ta lấy cái khác? Ta giúp cô lấy rồi, nhưng vải quanh tỷ không cho lấy, có đúng không? Mệnh của ta sao lại khổ như vậy? Tuyết Nhi tỷ, ta thật sự là không thích tấm vải này. Được rồi bà, Yên Nhi đừng lo, chúng ta nghĩ thêm cách. Cô yên tâm đi, Tuyết Nhi đã nói là có cách rồi, nhất định là không vấn đề. Đa tạ đã có lòng, ta ra ngoài dạo đây. Tuyết Nhi à, tấm vải đó của cô ấy thật sự quá xấu, cô có cách giải quyết không? Nói tới cách thì cũng không phải không có. Chúng ta có thể dùng hai miếng vải làm y phục cho ba người. Hai tấm có đủ không hả? Và điều kiện đầu tiên là cô không được lên ký. Ta... Vậy bây giờ chúng ta phải giữ bí mật, để lúc đó tặng kinh hỷ cho cô ấy. Được thôi. Nè Yên Nhi, cô làm gì ở đây một mình vậy? Không có gì, đi dạo thôi. Đừng giấu ta nữa, cô có chuyện gì đều hiện lên mặt cả rồi kìa. Có gì không vui sao? Không có. Nói thật là ta vui hay không vui liên quan gì tới tỷ? Yên Nhi, cô không phát giác ra gì sao? Cô và hai người họ không phải người cùng đường đâu. Cả hai người bọn họ xuất thân ra sao kia chứ? Một người là tiểu thư con nhà quan lớn triều đình, một người là tiểu thư có người cha là tổng tiêu đầu giang danh thiên hạ. Cô có thể so sánh với bọn họ hay sao? Bọn họ ngoài miệng không nói, nhưng mà trong lòng chính là coi thường cô đó. Trong mắt của bọn họ, cô chỉ là một ả nha đầu lang thang mãi nghề trên đường mà thôi. Sở Nhi, nếu tỷ nói mấy lời này với mục đích sỉ nhục ta, vậy thì tỷ thành công rồi. Ta không hề có ý sỉ nhục muội muội như muội nói đâu. Xuất thân của ta cũng thấp kém mà. Chúng ta cùng một loại người. Tỷ có ý gì đây? Chúng ta xuất thân tương tự nhau, cũng có một trái tim không cam chịu số phận. Vì sao chúng ta không thể liên thủ cùng nhau làm nên đại sự, để thế đạo này nhìn thấy chứ? Liên thủ cùng với tỷ? Không thể nào. Đừng vội, cô có thể từ từ suy nghĩ.
Cô cần nghĩ kỹ càng vào. Đợi khi cô suy nghĩ thật kỹ rồi, nhớ tới tìm ta đó. Được rồi, ta đi trước đi. Bất luận ra sao, ta cũng không phản bội họ đâu. Liễu Không đại sư, ngài không phải đang chuẩn bị tổ chức đại hội cảm ơn tự sao? Vậy còn tới chỗ trẫm làm gì? A Di Đà Phật. 10 ngày sau, cảm ơn tự muốn tổ chức đại pháp hội hoằng pháp mỗi năm một lần. Sau khi đại pháp hội kết thúc, sẽ bán đấu giá một ít điển tịch. Chỉ là trong số điển tịch lần này có một cuốn điển tịch khiến cho rất nhiều người đều thèm muốn, làm lão nạp vô cùng đau đầu. Xin hỏi đó là loại sách gì khiến đại pháp sư đau đầu như vậy? Võ Mục Di Thư. Là Võ Mục Di Thư của Nhạc Dương gia. Chính là nó. Bởi vì cuốn sách này vô cùng quý giá, là con của một người quý nhân quỷ thác. Lão nạp mang ra bản đấu giá tại đại hội lần này, cho nên chỉ trong vòng nửa tháng là rất ngắn ngủi, hai vụ trộm đột nhập đã xảy ra. Vậy ý của sư thầy là? Lão nạp sợ phụ sự quỷ thác của con trai cố nhân, vì vậy khẩn cầu hoàng thượng có thể bảo quản cuốn sách này ở Đại Nhạc Xuân Thu Phủ hay không. Sau khi đấu giá kết thúc thì có thể gửi lại cho lão nạp. Liễu Không đại sư yên tâm, cứ để ở chỗ trầm. A Di Đà Phật. Vậy lão nạp không quấy rầy hoàng thượng nữa. Chùa dân cư cách đây 10 dặm đang tổ chức một lễ hội. Dân tỷ tỷ cho rằng gần đây mọi người luyện múa khá là vất vả. Cho mọi người đặc ân, tất cả mọi người được nghỉ nửa ngày. Mọi người có thể đến dân cư tự dạo một vòng. Wow! Tuyệt vời quá! Chưa có gì thôi. Wow! Đẹp lắm rồi, chứ không được ra ngoài đó. Ba chị khách quan, vào ăn sủi cảo đi. À, xin mời. Được, được đó. Mang tới ba chị. Dạ được, mau ngồi đi. Yên Nhi à, ở phía bên kia có một tiệm nem tham tẩu đặc biệt rất là ngon. Được rồi, được rồi, ăn xong sẽ tới đó. Bọn ta đã ăn bánh bao rồi, phải làm sao để được ăn nem thêm nữa. Ngoài ra còn ăn thêm bánh ngọt và bánh hạnh nhân siêu ngon nữa. Ê, cái này còn chưa ăn, hai người lại nghĩ tới món tiếp theo rồi. Không thể được, chúng ta không mang theo nhiều tiền như vậy. Ông chủ nhanh lên đi, sủi cảo của bọn ta. Tới đây. Đa tạ. Nè ông chủ, cho thêm ba chén. Không được, không được. Ông chủ à, không cần đâu. Không phải nói rồi sao, chúng ta không mang thêm nhiều tiền. Thì thôi. À, nhìn miếng vải này đi. Ông chủ, tấm vải này bao nhiêu? Cô nương à, vừa nhìn là biết hàng tốt rồi. Tấm vải này là tấm tốt nhất trong cửa hàng của tôi. Giá cả đắt hơn một chút. Hàng tốt, tương xứng với giá cả. Tấm này 8 lượng bạc. 8 lượng sao? Ông có thể bán tấm này rẻ hơn không? Cô nương, nếu cô thực sự muốn nó, thấp nhất là 5 lượng. 5 lượng? Ta có 3 lượng 8 đồng ở đây. Còn cô thì sao? Ta vừa mua đồ ăn đã hết mất rồi. Yên Nhi, còn cô thì sao? Ta hả? 2 lượng sao? 2 đồng đó. Ông chủ, bọn ta vẫn còn thiếu một chút. Ông có thể nào bán nó rẻ hơn một chút nữa không? Cô nương à, thấp hơn không được nữa đâu. Thấp hơn nữa thì ta lỗ vốn đó. Ông chủ, bọn ta sẽ quay lại sau. Làm phiền ông, hãy giữ tấm vải này cho bọn ta đi. À, được rồi, cô nương yên tâm. Đa tạ. Đi thôi. Hai muội đó, chỉ biết ăn thôi. May mắn tìm được tấm vải yêu thích rồi, cũng không thể mua được. Sớm biết như vậy ta ăn ít hơn một chút là được rồi. Bây giờ phải làm sao đây? Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Hay lắm. Hay, hay. Hay, hay. Hay, hay.
Vậy thì chỉ có thể dựa vào chúng ta thôi. Không sai. Đi thôi. Đi thôi. Trời ơi, nhìn kìa, đẹp quá hả? Đẹp quá đi. Đàn cũng hay nữa. Hay lắm, đẹp lắm, hay lắm nha. Tuyệt vời. Hay lắm, hay lắm. Hay, hay lắm. Đẹp lắm. Coi coi, như một tiên gì đó. Tuyệt vời. Đẹp quá. Hay lắm, hay lắm. Trời ơi, coi kìa. Ủa, đẹp lắm. Múa đẹp quá. Thầy hay lắm. Tiếp tục đi. Thêm một cái nữa. Đa tạ. Khỏi đa tạ. Thêm một cái nữa đi. Nè ông chủ, tiền gom đủ rồi, bán cho chúng ta đi. Cô nương, ta xin lỗi nha, có người mua mất rồi. Bán rồi? Khi nãy không phải đã nói ông là giữ lại rồi hay sao? Việc làm ăn nhỏ cũng khó mà giữ được. Sao ông lại nuốt lời vậy hả? Yên Nhi à, chúng ta sẽ nghĩ ra cách khác mà. Xin đa tạ. Tam vị cô nương xin vui lòng dừng bước. Tam cô nương đều có tướng mạo phú quý không thể nào tả được. Cô nương này có thể nói ngày sinh để cho bần đạo rút một quẻ có được không? Nói đi, nói đi. Để ta nói trước vậy. Không, chắc chắn không lấy tiền đó. Tôi sinh vào ngày 20 tháng 4 năm Nhâm Tuất. Tỷ số vật bảo thần tỷ hỏi. Cô nương, trong trái tim của cô đang nghĩ về một nam nhân. Cô hãy ném 3 đồng xu này xuống đi. Cô nương, đúng là rất tốt. Người nam nhân mà cô đang nghĩ tới rất phú quý đó. Kiếp này sẽ có mối nhân duyên với cô. Nhân duyên? Nhân duyên? Không đời nào. Ông nói sai rồi. Không có một chút nào đúng hết. Chúng ta đi thôi. À, khoan đã, cô vừa nghĩ tới ai vậy hả? Tên trợ mắt to phải không? Ta nghĩ về hắn làm gì chứ? Ta không nghĩ về ai hết. Nhất định là vậy rồi. Chiều hôm nay là cô nương nào ở trong trấn Mãi Nghệ để được thưởng tiền đây hả? Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yến Nhi, bộ mặt của Tế Nguyệt Đài đều bị ba người các ngươi dứt hết rồi. Bắt đầu từ ngày mai, phạt các ngươi quét sân một tuần. Quét sân sao? Quét sân đó. Quét sân hả? Cái gì kỳ vậy? Phải đó, phải đó. Được rồi, đi quét sân thôi. Các cô không đi hả? Không phải là muội nói muội đi một mình sao? Dựa vào cái gì mà một mình ta? Bởi vì cô là kẻ chủ mưu mà. Cứ nghe lời đi. Các cô. Sao ta phải chịu phạt một mình chứ? Rõ ràng hai người đó cũng góp phần mà. Ngoài miệng họ không nói gì, nhưng trong lòng chính là coi thường cô đó. Trong mắt của bọn họ, cô chỉ là một ả nha đầu lang thang mãi nghề trên đường mà thôi. Ai cũng bắt nạt ta. Ngay cả ngươi cũng vậy. À, nhanh lên, nhanh lên. Yên Nhi sẽ quay lại ngay thôi. Giấu nó mau lên đi, không được để cô ấy phát hiện. Giấu ở đâu đây? Giấu nó ở đây đi. Yeah.
Xử lý đi. Quả nhiên bọn họ có chuyện giấu ta. Lẽ nào bọn họ giống như Sở Nhi nói sao? Đi gọi ba cô nương đó ra đây. Phạt họ phải quét lại. Không quét xong không được ăn cơm. Dạ. Hả? Wow. Yên Nhi à, lúc sáng muội đã thực sự quét sân chưa? Ta rõ ràng đã quét sạch rồi mà. Muội lại lười biếng nữa phải không? Ta không có. Thôi bỏ đi, mau quét nhanh cho xong. Rõ ràng là ta đã quét sạch rồi mà. Tại sao vậy? Tại sao vậy hả? Yên Nhi, mùi thật quá đáng rồi. Chúng ta đi thôi. Nè Phượng Nhi, ta không có ý đó. Rõ ràng là mình đã quét sạch hết rồi mà. Không thể chịu đựng được nữa. Ta sẽ nói thật với cô ấy. Không thể nói được. Tại sao chứ? Bây giờ cô ấy càng không thể nào hiểu chúng ta. Và sau này cô ấy nhận được quà tặng thì sẽ càng hạnh phúc hơn. Cũng được. Ừ. Được rồi. Sao vậy? Quốc ước sao hả? Ta nói rồi mà, cô không phải là người cùng đường. Hiện tại trong lòng còn đang vì các cô ấy biện giải đi. Vào ngày hôm đó, ta đã vô tình nghe thấy được cuộc trò chuyện với họ rồi. Tuyết Nhi nói ngươi là đầu đất, nói rằng tấm vải màu xám đó là tốt nhất cho cô rồi. Phượng Nhi ngày hôm đó cũng không hề giúp ngươi đi lấy vải nữa. Cô nói bậy. Tất cả điều này là của cô. Không có chuyện gì xảy ra với cô, trong lòng cô là rõ nhất. Cô động não có được không hả? Tại sao chứ? Mọi người trước đây vẫn là tỉ muội tốt mà. Sao làm vậy với ta được chứ? Lý do mà ta biết. Bởi vì cô không hề có giá trị gì cho họ lợi dụng nữa. Thậm chí là một gánh nặng. Nếu như cô không muốn giống như một miếng vải rách, sau khi bị các cô ấy dùng qua liền tùy tiện ném đi một cái, cách tốt nhất là cô hãy để cho họ không thể nào lau sạch tro trên bàn được. Cô vẫn còn giá trị của mình. Ăn xong rồi. Yên Nhi, cô đi trước đi, bọn ta sẽ ra sau. Đi đi. Cũng được. Đi thôi. Ừ. Ngày mai là biểu diễn rồi. Cuối cùng hai chúng ta đã làm xong trước buổi diễn. Cô vẫn lợi hại hơn. Ta nghĩ ngày mai khi Yên Nhi nhìn thấy bộ trang phục này, nhất định sẽ trợn tròn mắt lên. Không được. Ta không muốn làm bất cứ điều gì như đồ bỏ đi. Các cô muốn lau sạch tro trên bàn và sau đó ném ta đi sao? Còn lâu ta mới để các cô tội nguyện. Chờ một chút, 12 người các cô hãy giữ vững tinh thần, có biết không hả? Bẩm báo tổng quản, họ đi được 5 dặm rồi. Mau đi bẩm báo Dân Tỷ Tỷ đi. Nếu không nhanh hơn một chút, không kịp nữa đó. Dạ. Các cô, đi xuống và chuẩn bị đi.
Yên Nhi, chúng ta hãy cùng nhau đi chuẩn bị thôi. Ta chỉ cần mặc cái này thôi, ta không đi đâu hết. Vậy sao được chứ, đi thôi. Ta không đi đâu, đi. Chất lượng của nhóm, các cô gái này không đồng đều. Sau hơn một tháng đào tạo, cũng cơ bản nắm vững được một số kỹ năng mới. Giả sử có thời gian, nhất định có thể phát huy tác dụng cho chủ tử. Được, hãy cho bắt đầu đi. Dạ. Làm cái gì vậy hả? Nhắm mắt lại đi. Nhắm mắt làm gì? Nhắm mắt lại nhanh lên đi. Được rồi. Đừng có mở mắt ra đó. Tan 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 tan. Đẹp đó. Trang phục biểu diễn của các cô là đẹp nhất rồi. Đó không chỉ là của hai bọn ta đâu. Cả ba đều có. Hả? Tuyết Nhi đã làm cho cô đó. Cái này cho ta thật sao? Tất nhiên rồi. Các cô chú ta lại làm cái này cho ta đó hả? Nếu không phải, bọn ta đâu còn khổ sở giấu. Cảm động có phải không? Hạnh phúc lắm phải không? Hãy vui lên nào. Hãy khóc đi nào. Đừng kiềm chế nữa. Sao chuyện này có thể xảy ra? Lúc nãy vẫn còn lành lặn kia mà. Chủ tử, có vẻ là người không hài lòng với màn trình diễn của họ, có phải không? Đây là chuyện của người. Đào tạo các nữ nhân khiêu vũ nghi thức làm gì chứ? Hoàng thượng đã sớm chán ngấy rồi. Ta muốn biết là Tế Nguyệt Đài xây dựng trong một thời gian dài, các cô nương ở đây đào tạo bài bản ra sao? Bẩm chủ tử, các cô gái này được tuyển dụng tương đối đặc biệt. Ngoài trừ cầm kỳ thư họa, còn việc được học thơ từ và bài hát ra, ta còn để cho dạ quanh tổng quản dạy các nàng dịch dung và các kỹ năng sơ cấp để phá giải các cơ quan. Trong tương lai sẽ đào tạo một số kỹ năng cao cấp khác. Được rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục xem biểu diễn đi. Dạ. Đó là tất cả mọi chuyện xảy ra, tất cả là lỗi của ta. Ta sẽ đi nói với dân tỷ, một mình ta chịu phạt được rồi. Các cô không thể tha thứ cho ta sao? Không đời nào đó. Phạt cô phải dọn sạch phòng chúng ta trong tháng này. Vậy Tuyết Nhi tỷ, tỷ thì sao? Ta không tha thứ cho bụi đâu. Lần này thì chúng ta đã làm mất đi cơ hội tốt rồi. Thiệt tình, tất cả là lỗi của ta. Ta xin lỗi hai người. Nhưng bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Ê, có rồi. Chủ tử, không biết màn biểu diễn của Sở Nhi có lọt mắt xanh của người không? Nhìn vào tuổi tác của cô ta,
Vì sao cô ta lại biết dùng bài dân ca quê nhà của bổn cung để sáng tác một điệu múa lấy lòng bổn cung chứ? Dân thường, ngươi đang âm thầm điều tra bổn cung sao? Bổn cung nói cho ngươi biết, như vậy đối với ngươi không có lợi gì đâu. Chủ tử, dân thường không dám. Ta nhớ năm đó, chủ tử đã từng nhắc tới với dân thường, cho nên dân thường liền nhớ kỹ. Ồ, nói vậy thì bổn cung trách nhầm ngươi rồi. Dân thường, bổn cung nhắc nhở ngươi, bất luận là ngươi biết điều gì, tốt nhất thì nên cất ở trong lòng đi. Dân thường biết rồi. À, nhiều nữ nhân như vậy, màn biểu diễn của Sở Như vẫn coi như là thông qua. Tuy nhiên, cô ta vẫn không xem là xuất sắc lắm. Bổn cung vẫn mong đợi các màn biểu diễn tiếp theo. Tiếp tục đi. Dạ. Dân thường, cô nương này có phải trong đám nhảy múa vừa rồi hay không vậy? Chủ tử, cô nương này không phải là một trong những cô nương vừa rồi. Ngài cảm thấy cô ấy giống không? Giống, quả thật rất giống. Chủ tử, màn biểu diễn tiếp theo chính là của cô ấy. Được. Đây mới đúng là những gì mà bổn cung muốn. Một màn trình diễn khác biệt. Quả là chủ nhân của Tế Nguyệt Đài hắn ta. Hả? Sao à, vậy? Nhìn gì vậy? Không có gì. Có lẽ là ta nhìn nhầm người thôi. Được rồi, các cô hãy đứng lại ngay ngắn đi. Chủ tử, người này đó là Tuyết Nhi. Tham kiến đại nhân. Người này chính là Yên Nhi. Tham kiến đại nhân. Chủ tử, người này chính là Phượng Nhi trên bức quà. Tham kiến đại nhân. Giống, thực sự rất giống. Rất đặc biệt. Màn vũ đạo của ngươi hôm nay rất đặc sắc. Lẽ nào là chuẩn bị cho bổn cung sao? Bẩm đại nhân, điệu múa này là bình thường chúng tôi hay vui đùa với nhau. Ngươi là một cô nương may mắn đó. Đó là ý trời. Người đâu? Thưởng cho 50 lượng bạc. Chủ tử ban thưởng còn không tạ ơn. Tạ đại nhân. Cầm lấy đi. Sau này ngươi làm việc cho bổn cung, bổn cung sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Tạ công công ban thưởng. Tốt, hôm nay tới đây thôi. Nặng lắm đó Phượng Nhi. Đây đúng là nguyên bảo rồi. Chúng ta phát tài rồi. Lùi xuống hết đi. Dạ. Dạ.
Nhân thường, ngươi có biết tại sao 10 năm nay ta không đến đây, lần này ta lại đích thân tới đây hay không vậy? Dân thường không biết, xin chủ tử nói rõ. Bởi vì chuyện lần này vô cùng cơ mật, không thể để cho người thứ ba biết được, càng không thể để bộ câu truyền thư, cho nên bổn cung phải đích thân tới Tế Nguyệt Đài. Chủ tử, có phải trong cung đã xảy ra biến cố rất lớn không? Nhìn bề ngoài thì Thái hậu nương nương cùng Tấn Dương bình tĩnh như nước, nhưng phía sau họ là hai thế lực lớn. Hiện tại Thái hậu nương nương nắm giữ hậu cung, để đề phòng sau này xảy ra biến cố khác. Bản cung cảm thấy rằng người của ta ở trong hậu cung vẫn chưa đủ, bổn cung quyết định tăng thêm người ở Tế Nguyệt Đài. Ý ngài muốn nói đám cô nương mới tới tiến vào hậu cung? Sao vậy? Ngươi không đồng ý à? Xin chủ tử nghe dân thường giải thích. Đám cô nương mới vào Tế Nguyệt Đài lần này, ngoài trừ một hai còn được, phần còn lại đều xuất thân từ dân gian, thói quen thô lỗ, tố chất cũng không tốt, phải mất rất nhiều thời gian để rèn luyện. Có thể đạt được tiêu chuẩn tiến cung cũng phải là công phượng lân giác. Xin chủ tử suy nghĩ kỹ. Cho nên bổn cung quyết định trong đám nữ nhân lần này chọn ra người xuất sắc nhất, giống như đám người của Phượng Nhi đó, một khi có cơ hội liền tiến cử cho hoàng thượng. Dân thường, lập tức sắp xếp cho đám cô nương này tham gia sắm quan đi. Chủ tử, sắm quan là cửu tử nhất sinh. Tranh đấu trong cung còn nguy hiểm hơn là sắm quan, điều này ngươi biết rõ hơn bổn cung mới phải chứ. Nếu ngay cả sắm quan cũng không vượt qua, bổn cung dẫn họ nhập cung có tác dụng gì? Dạ. Dân tỷ, chủ tử đã đi rồi sao? Chủ tử đối với màn trình diễn lần này vô cùng hài lòng. Dạ quanh, dứt giả rồi. Chủ tử chỉ thị đám cô nương mới tới phải tiếp tục huấn luyện. Nhưng mà bọn họ phải tham gia sắm quan, chọn sai nhân tài, chủ tử cần dùng. Sắm quan? Kể từ khi thành lập Tế Nguyệt Đài đến nay, sắm quan chỉ được thực hiện một lần. Giai đoạn sơ khảo tỷ lệ đào thải vượt 5 phần, tiến vào giai đoạn cạnh tranh tỷ lệ tử vong hơn 9 phần. Bọn họ chỉ mới bồi dưỡng được hơn 1 tháng, sợ là... Lẽ nào ta không biết sao? Nhưng đây chính là mệnh lệnh của chủ tử. Chủ tử? Không phải chủ tử rất hài lòng với màn biểu diễn của nhóm Phượng Nhi sao? Hơn nữa đối với Phượng Nhi còn ưu ái trọng thưởng, tại sao phải đẩy họ vào sự lựa chọn sinh tử chứ? Lẽ nào đây là phần thưởng chủ tử nói hay sao? Chủ tử tự có sắp xếp của mình. Đừng hỏi nhiều. Sáng sớm hôm sau, thông báo cho mọi người tập hợp tại điện phi dân. Ta muốn tuyên bố chuyện này. Dạ. Sao có tiếng gõ chuông rồi? Có phải lại có đại nhân lại muốn đến không? Phượng Nhi, mau thức dậy đi. Yên Nhi, hai người mau dậy đi. Nè, Yên Nhi mau dậy đi. Mau tỉnh dậy đi, lát nữa là không kịp đâu. Phượng Nhi à, nhanh lên đi nè. Hai người đều không đứng dậy có phải không? Đừng trách ta không khách khí với hai người. Mau đi, mau đi, mau đi, mau đi, mau đi, mau đi. Dạ bị dột hay sao vậy hả? Trời ơi, Tuyết Nhi tỷ, sao tỷ lại làm như vậy hả? Đi thôi. Đi thôi. Đi thôi, đi thôi. Đi đi, đi nè. Hôm nay tập hợp tất cả mọi người là có một chuyện rất quan trọng. Ta muốn thông báo với mọi người.
Bắt đầu từ hôm nay, khóa huấn luyện của các cô chính thức kết thúc. 3 ngày sau, các ngươi tiến hành thi sấm quan. Ngươi chiến thắng sẽ chính thức tiến vào Tế Nguyệt Đài. Dạ quanh Dân tỷ, tuyên bố quy tắc dược sấm quan. Dạ. Sấm quan chủ yếu là để kiểm tra kết quả đào tạo của mọi người ở đây. Nội dung bao gồm dịch dung, văn tự, quan sát và trí nhớ, và cả phá cơ quan. Những người thông qua mọi cửa ải lấy được chìa khóa vàng sẽ là người chiến thắng. Nhưng mà nếu như không lấy được chìa khóa vàng thì sao? Những người không lấy được chìa khóa vàng sẽ được coi là một thất bại, và những người thất bại sẽ trực tiếp bị loại. Hả? Trực tiếp bị loại nữa? Trực tiếp bị loại sao? Trực tiếp bị loại sao? Ta sợ quá đi. Đúng là phải làm sao đấy? Làm sao bây giờ? Ta sợ quá. Trong 3 ngày nữa chúng ta phải vượt qua sấm quan rồi, mình làm sao mà thắng nổi chứ? Nhưng mà những ngày này chúng ta được mặc tốt, sống cũng tốt, cũng học được nhiều kỹ năng. Mặc dù quản lý nghiêm một chút, nhưng mà cũng đáng để hoài niệm. Phượng Nhi, cô có nắm chắc không? Ta làm sao có thể chắc chắn được? Ta cảm thấy người có phần thắng lớn nhất chính là Sở Nhi. Vậy là không được rồi. Có lẽ chúng ta đều không nghe rõ, người chiến thắng cuối cùng chỉ có một, chứng tỏ 2 trong số 3 người chúng ta nhất định sẽ phải bị loại đó. Không có gì to tát đâu, không phải là đào thải thôi sao? Ra khỏi Tế Nguyệt Đài, chúng ta chẳng có thể làm được nhiều gì. Những việc mà cô nói không phải như Sở Nhi và Liên Nhi chứ? Hả? Vậy ý tỷ nói tất cả chúng ta chỉ có một người sống? Liên Nhi, Sở Nhi, ta nghĩ chắc là như vậy đó. Hả? Vậy là tiêu rồi. Chắc chắn chúng ta sẽ chết hay sao? Mọi người có còn nhớ chúng ta khi kết bái từng đó với nhau, đồng sinh cộng tử, dinh dục và cùng chịu, không bao giờ phân ly. Mọi người lúc này vẫn nghĩ như vậy chứ? Tất nhiên rồi. Ưu và nhược điểm của 3 chúng ta là hoàn toàn khác nhau. Nếu như muốn vượt qua một mình, hy vọng chắc chắn không lớn. Vậy thì sao chứ? Chúng ta sẽ đi tìm cô. Đi thôi. Đi. Đi. Các ngươi vừa nói 3 người các ngươi lập thành một tổ sao? Đúng vậy thưa cô. Chúng tôi xin được cùng giao vượt qua sấm quan. Như vậy không công bằng. Những người khác đều chỉ có một người vượt qua ải, đối mặt với tất cả khó khăn. 3 người các ngươi cùng nhau thi, nếu mà có bất cứ ai thất bại thì đồng nghĩa với việc 3 người vượt qua sấm quan đều xem là thất bại. Qua cửa cần phải có chết người. Các người đồng ý giao vận mình vào tay người khác không? Chúng tôi đồng ý. Trả lời cũng rất gọn gàng. Ta tin rằng trong 3 ngày tới, 3 người các người sẽ hối hận. Dạ quanh, cơ quan có thể bố trí lại từ đầu không? Ta nghĩ vẫn còn kịp, vẫn còn 3 ngày nữa. Thay đổi một chút vẫn có thể. Được rồi, ta phê chuẩn. Tạ cô. Lùi xuống đi. Dân tỷ, vừa rồi vì sao phải đồng ý với 3 người bọn họ? Ta đặt cược phán đoán của mình vào chúng. Nhưng không lỡ có như... lỡ như chuẩn bị công việc của mình thật chu đáo. Dạ. Để được công bằng, thông báo tất cả cô nương có thể tự lập nhóm vượt qua sấm quan. Ta thấy cũng vô ích. Ở Tế Nguyệt Đài không thể tìm thấy ai như 3 người bọn họ, có thể cùng nhau mặc chung một cái quần. Ngày mai chúng ta sẽ vượt qua sấm quan. Thực sự lo lắng chúng ta sẽ bị loại đó. Chúng ta đừng nghĩ tới chuyện không vui nữa. Hãy suy nghĩ đến những chuyện vui vẻ đi được không? Ví dụ, nếu 3 người chúng ta vượt qua sấm quan thành công,
Tương lai rời khỏi Tế Nguyệt Đài, hai người muốn làm gì? Ta chỉ muốn ngủ mà thôi, ngủ bù đó. Sau đó tới kinh thành ăn một bữa thật ngon, nghe khúc nhạc gì đó, xem kịch, sẽ chơi đùa mấy ngày. Không có tiền đồ. Tỷ thì đầy tiền đồ rồi. Phượng Nhi, cô có dự định gì? Ta đương nhiên là tiếp tục tìm Tiểu Mãn ca ca rồi. Vậy giờ cô có biết người đó đâu không? Ta không biết huynh ấy ở đâu, nhưng mà ta biết huynh ấy luôn trong lòng ta. Bất luận ra sao ta đều tìm được huynh ấy. Cô có định thân với Tiểu Mãn ca ca chưa? Tuyết Nhi à, Tiểu Mãn ca ca là người thân của ta. Hai người chúng ta thất lạc đã lâu, cho nên bất luận ra sao cũng phải tìm ra huynh ấy. Vậy thì tốt, bằng không nếu sau này cô gặp được tên trộm mắt to thì thật ngại đó. Tên trộm mắt to liên quan gì tới hắn? Cô còn không biết hay sao? Mỗi ngày cô điên cũ đều lẩm bẩm và liên tục gọi tên trộm mắt to đó. Không thể nào, ta không bao giờ nói mớ. Thật đó, ta cũng nghe nữa. Trộm mắt to, trộm mắt to, trộm mắt to, trộm mắt to. Được rồi mà. Mà nè, Tuyết Nhi tỷ, tỷ có ý trung nhân chưa? Lúc ta còn nhỏ, ta đã từng định thân. Tình yêu có mùi vị đằng sau hả? Tương kính như tâm, đồng tam cộng khổ, mỗi người một khác mà. Đến như đúng thời điểm gặp đúng người thì có thể có được một đoạn tình yêu hoàn mỹ. Tuyết Nhi, vậy cô và người cô thích là thuộc loại như thế nào? Bọn ta là sai thời điểm nhưng mà lại gặp đúng người, cho nên có duyên vô phận. Còn theo ta thì thấy sống một mình cũng rất tốt, tháng ngày trôi qua đơn giản, ít nhất là không bị tổn thương, cũng không cần phải ngụy trang. Tình yêu Tuyết Nhi cần là tương kính như tân, đồng cam cộng khổ. Nhưng ta lại nghĩ tình yêu đích thực chính là giống như bánh ngọt ta làm, phải cùng với người ta yêu thương nhất ở bên nhau mới có thể nếm được hương vị độc nhất vô nhị trên đời này. Bây giờ cuộc thi sấm quang chính thức bắt đầu. Thứ mà cô chọn được là mô phỏng nét chữ. Dựa trên nội dung được biết trên trang giấy ở trước mặt, nhanh chóng học thuộc chữ viết tay, đồng thời mô phỏng nét chữ của tác giả, viết ra hai từ kỳ tích. Đọc đi. Đỗ phủ năng động. Sai rồi, người tiếp theo. Đọc đi. Cần năng bổ truyết. Qua. Thông qua. Khởi bẩm Lưu Công Công, Thái hậu Triệu Kiến mời người nhanh chóng đến Từ Ninh Cung. Thái hậu Triệu Kiến, bổn cung biết rồi, lùi xuống trước đi. Dạ. Đọc ra ba người ở đây. Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Xế. Qua. Sao vậy? Đột nhiên ta đau bụng quá, hoàn toàn không thể đi nổi. Ta muốn ngồi đây nghỉ ngơi một lát. Cô ngồi đó cũng được, nhưng đừng ảnh hưởng tới người khác. Hảo cẩu biên thượng phiêu. Sai. Ta chỉ đùa thôi mà. Cho ta cơ hội khác nha. Làm ơn đi mà tỷ tỷ. Tỷ tỷ xinh đẹp lương thiện, làm ơn đi. Đọc ba từ bất kỳ đi. Cái này ta biết nè, tỳ hưu, một con vật xấu xí. Đúng,
Đọc đúng hai từ nữa sẽ được qua. Bối. Sai. Bối. Tiếp theo đi. Nhai. Đúng. Từ tiếp theo. Công phúc. Qua. 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 Bụng ta hết đau rồi. Đi 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 đi. Đi đi đi. Lưu Mặc tham kiến Thái hậu nương nương. Bình thân, đứng dậy đi. Tạ Thái hậu. Không biết Thái hậu nương nương triệu kiến thần có gì dạy bảo? A gia nghe nói gần đây ngươi rất siêng năng chạy đến chỗ Dinh Nhi. Thái hậu nương nương, người quên rồi sao? Người vẫn luôn dặn dò thần, nói hoàng thượng thân chính không lâu, dặn thần phải phò tá hoàng thượng nhiều hơn, thần chưa bao giờ dám trễ nải. Hiếm khi ngươi lại nhớ lời của A gia như vậy. A gia kêu ngươi giúp sức, cái quan trọng thì ngươi lại không giúp. A gia kêu ngươi giúp đỡ hoàng thượng là để ngươi khuyên nhủ hoàng thượng nhiều hơn, hãy dành tâm trí vào chuyện triều chính, chứ không kêu ngươi phối hợp với hoàng thượng ở bên ngoài du hí dạo chơi. Thái hậu nương nương, hoàng thượng vô cùng siêng năng cử lý triều chính, mặc dù ngươi không ở trong hoàng cung, nhưng mà tấu chương của các đại thần đều phê duyệt mỗi ngày xử lý, trước nay chưa bao giờ tồn động đến hôm sau. Còn việc xuất cung, thần có mấy lần đi theo hoàng thượng ra ngoài, hoàng thượng tuyệt đối không có ý đùa giỡn du ngoạn, mà vẫn luôn thị sát dân tình, quan tâm tới đời sống của muôn dân. Hoàng thượng thân chính như vậy, thần không dám không toàn lực ủng hộ. Thái hậu nương nương, thần tuyệt đối không có ý nịnh nọt người, vẫn mong Thái hậu nương nương minh xét. Thôi vậy, Lưu Mặc, ngươi có thể có được vị trí ngày hôm nay, tất cả đều dựa vào cái miệng có thể thay trắng đổi đen của ngươi. Thái hậu nương nương người hiểu lầm rồi, thần không dám nhận. Hiểu lầm? Ngươi tưởng A gia không hiểu ngươi sao? Năm đó ban chết Thục Phi, nếu không phải A gia cảm thấy ngươi nhanh nhẹn mưu trí, thì có từng bước đề bạt ngươi đến vị trí hôm nay không? Ân tình của Thái hậu nương nương Lưu Mặc cả đời không dám quên. Ngươi nhớ là tốt rồi. Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ. Dạ. A gia hôm nay gọi ngươi đến đây là muốn ngươi làm một việc. Lúc nào rồi Dịch Dung giống ta đã trở thành môn bắt buộc của Tế Nguyệt Đài? Phượng Nhi, cô đã bị loại. Ở Tế Nguyệt Đài quá trang tốt như vậy cũng chỉ có một mình cô. Không có khuyết điểm lại chính là khuyết điểm lớn nhất. Tính kế giỏi lắm. Là Phượng Nhi quá trang cho cô đúng không? Được rồi, cô đã qua. Tại giải quanh tổng quản. Phượng Nhi, đừng tưởng kỹ xảo nhỏ của cô có thể qua mắt của ta. Cô quá trang cho mình thành Yên Nhi, lại để Yên Nhi quá trang thành cô. Nhưng cô đã bỏ sót. Trên tay của Yên Nhi có một nốt ruồi. Hai người bị loại rồi. Dạ quanh tỷ, ta là Phượng Nhi. Cao Minh. Phượng Nhi, thuật dịch dung của cô đã vượt qua ta rồi. Chúc mừng hai người đã vượt qua. Đi thôi. Phượng Nhi, cửa ải tiếp theo cần dùng đến kiến thức tổng hợp.
Ta biết rồi. Mấy người Phượng Nhi đều qua hết rồi sao? Thật ra là càng lúc càng quá phận. Đến dân tiểu cũng dám dịch dung. Xem ta có xé mặt của người xuống được không? Dân tỷ là tỷ thật sao? Dân tỷ thứ tội. Bọn họ có mấy người qua rồi. Sở Nhi, Phượng Nhi, Tuyết Nhi, Yên Nhi, còn có một cô nương tên Tử Nhi. Bọn họ đều qua rồi. Những người còn lại đều bị loại hết. Những cô nương bị hại ngươi tự mình xử lý đi. Tiếp theo đây phải xem vận số của những người Phượng Nhi rồi. Chúng ta hãy cùng đi xem. Dạ. Hoa sen này lấy đường giữa làm trục, trái phải đối xứng. Cánh hoa bên phải và cánh hoa bên trái không giống nhau. Ấn xuống cơ quan sẽ phát ánh sáng màu xanh là đúng, phát ra ánh sáng màu đỏ là sai. Ba lần phát ánh sáng đỏ là thất bại. Thời gian để mở cơ quan là một nén nhang. Chưa hoàn thành nghĩa là xuất quan thất bại. Sau khi xuất quan kết thúc, người xuất quan bước vào cánh cửa vừa mở ra, thưởng phạt tự biết. Sao tỷ không thử bên đó? Đôi khi chúng ta cần tư duy theo hướng ngược. Thời gian để mở cơ quan là một nén nhang. Phải phá giải khóa lỗ ban, mở lòng giam lấy được chìa khóa. Nếu như hết một nén nhang không thể mở lòng giam, hậu quả tự gánh. Thank you.
thôi đi. Nhanh ra ngoài thôi. Chúng ta thắng rồi. Phải rồi. Tuyết Nhi, cứu ta. Cứu ta với. Đừng cứu cô ta. Đừng quên cô ta là loại người gì. Cô ấy chỉ có một mình. Chúng ta có ba người, còn phải sợ cô ta sao? Mau đi chìa khóa. Tuyết Nhi, đa tạ cô. Đây chính là ngọc bội mà ta nhặt được. Ngọc bội của ta sao lại ở chỗ cô? Ta nhặt được, vẫn chưa trả lại cô. Tuyết Nhi. Sở Nhi. Sở Nhi, cô đang làm gì vậy? Thả cô ấy ra. Mới vừa cứu cô xong, cô lại lấy quán báo ân, còn không mau thả người. Nói hay lắm, là các người cứu ta. Các người biết chế độ đào thải của Tế Nguyệt Đài. Các người bây giờ cứu ta, sau đó ta vẫn phải chết. Dứt khoát cứu triệt để một chút. Đưa chìa khóa đi. Đừng đưa cho cô ta, hai người mau đi đi. Nhanh lên. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Ta đếm tới ba. Một. Hai. Được rồi chứ. Hai người, hãy vào lòng đi. Nhanh lên. Tuyết Nhi. Tuyết Nhi tỷ. Sở Nhi. Sở Nhi. Các cô ở đó đợi chết đi. Ta phải đi tận hưởng thành quả thắng lợi đi. Sở Nhi, cô làm đúng mọi chuyện xấu. Tôi hỏi cô, cái chết của Tây Nhi liên quan tới cô phải không? Phải đó. Sở Nhi, cô rõ ràng hai năm trước có thể rời khỏi Tế Nguyệt Đài. Vậy vì sao nhất định phải đợi đến bây giờ tranh giành sống chết với bọn ta? Tại sao hả? Câu hỏi này hỏi hay lắm. Cô không phải là bởi vì dân thường. Nữ nhân có dung mạo xinh đẹp như hoa, nhưng tâm địa độc ác như rắn rết. Bà ấy luôn muốn khống chế ta. Ta đã đợi bao nhiêu năm, cuối cùng cũng đợi được tới ngày hôm nay rồi. Đợi sau khi rời khỏi đây, ta nhất định sẽ trả nợ gấp 10, gấp trăm lần. Còn các ngươi thì cứ ở đây từ từ chờ chết đi. Trẫm có một chuyện muốn tìm Khanh giúp đỡ. Đừng có như vậy bà. Khanh cũng biết Thái Hậu rồi. Thái Hậu không cho ta ra khỏi phủ, còn phái cung nữ thường xuyên tới kiểm tra trẫm. Hoàng thượng, người muốn làm gì? Khanh đó mặc y phục của trẫm đến chính điện giả trang làm trẫm. Khanh không cần phải sợ đâu. Trẫm đã dặn tất cả mọi người không được phép vào chính điện. Cùng lắm là ở ngoài điện nhìn vào thôi, không được vào trong. Sau đó Khanh lại bảo vệ hộp bảo vật của Liễu Không Đại Sư. Sao hả? Hoàng thượng định làm gì? Ta đương nhiên là thay y phục của Khanh rồi. Ta muốn đi di hành thị sát dân tình. Hoàng thượng, như vậy thì rất nguy hiểm. Lỡ như bị phát hiện chắc chắn sẽ bị lộ tẩy. Chúng ta có phải huynh đệ không? Có phải huynh đệ không? Nếu là huynh đệ thì trả lời nhanh gọn. Hoàng thượng, cho dù chúng ta là huynh đệ, người cũng không thể làm khó huynh đệ như vậy chứ. Được rồi, có điều thần cũng có một điều kiện. Học được cách mặc cả với ta rồi sao? Nói đi. Trước khi trời tối nhất định phải trở về. Được rồi, được rồi, ta hứa với Khanh. Đi đi, đừng nói làm gì nữa, nhanh lên nào. Tham kiến đốc chủ. Các ngươi lui xuống hết đi. Dạ. Đốc chủ, có căn dặn gì không? Lập tức đưa thư tới Tế Nguyệt Đài, thông báo cho dân thường biết người chiến thắng trong cuộc thi sấm quan lập tức đi tuyên thành nhiệm vụ tại buổi bán đấu giá của Cam Ân Tự đoạt lấy võ mục di thư của Liễu Công Đại Sư. Ngoài ra, ngươi đích thân đi một chuyến tới tuyên thành, nhiệm vụ lần này giao cho ngươi hoàn toàn phụ trách. Rõ. Cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng. Cô,
Sở Nhi may mắn vượt qua được các cửa ải, đặc biệt tới phục mệnh. Sở Nhi, xin chúc mừng. Ở Tế Nguyệt Đài 3 năm, cuối cùng cũng được ra ngoài. Sau này thăng hoàng thăng đạt, cũng đừng quên Tế Nguyệt Đài. Con những luôn cảm kích công ơn của cô và dạ quanh tỷ tỷ. Bất kể sau này tiền đồ ra sao, Sở Nhi cũng sẽ không quên tất cả những gì Tế Nguyệt Đài cho Sở Nhi, sẽ báo đáp cô gấp bội. Đáng tiếc mấy người Phượng Nhi. Sở Nhi lúc đó cố gắng tập trung mở khóa, nhưng vì thời gian gấp quá, không thể cứu bọn họ được. Hả? Là vậy sao? Ta còn tưởng mấy người quan hệ không tốt chứ. Con và bọn họ chỉ làm việc theo cảm tính, thật ra tình cảm thân như tỉ mùi. Cô có thể như vậy thì quá tốt rồi. Có điều sau này đừng làm như vậy nữa. Cô làm như vậy rất là mạo hiểm. Cô có từng nghĩ, nếu ba người bọn họ liên thủ với nhau chế ngự cô thì sẽ ra sao không? Sở Nhi không tin còn có loại người lấy oán báo ân. Sao lại không có? Trên đời này còn có loại người như cô, xinh đẹp như hoa nhưng lòng dạ độc ác như rắn rết. Ai nói linh tinh như vậy chứ? Đủ rồi Sở Nhi, cô còn muốn đóng kịch sao? Câu hỏi này rất là hay. Còn không phải vì dân thường, nữ nhân xinh đẹp như hoa nhưng lòng như bọ cạp độc. Cô ta luôn muốn kiểm soát ta. Ta đã chờ đợi rất nhiều năm, cuối cùng cũng chờ được cơ hội vượt ải lần này. Chờ tới khi ta được ra ngoài, ta nhất định sẽ trả món nợ này gấp 10, gấp 100 lần. Đứng dậy đi. Cô, Sở Nhi biết sai rồi. Người đã gài bẫy tỉ mùi của mình. Cô, ta không thể giúp ngươi nữa. Cô, Sở Nhi, cô đã biết tội chưa? Tổng quản già quanh, Sở Nhi đã phạm tội gì? Thật sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Báo nô. Tại sao họ không chết chứ? Yên Nhi, đủ rồi. Sở Nhi, Tế Nguyệt Đài đã dạy cho cô rất nhiều kỹ năng, cũng dễ dàng tha thứ cho các ngươi tranh đấu. Cạnh tranh với nhau là để cho các ngươi rèn luyện khả năng sống sót mà thôi. Nhưng Tế Nguyệt Đài này chưa bao giờ dạy ngươi hãm hại người của mình. Nhưng tại sao cô không để ta rời khỏi đây vào 3 năm trước kia chứ? Cô đã giữ ta để lợi dụng ta. Căn bản các người không hề có ý định để ta đi, có phải không? Không sai. Dân tỷ và ta không muốn cho cô đi. Cô đã thừa nhận rồi sao? Ta không muốn cô đi, đó là bởi vì bọn ta biết khả năng của cô không đủ để thực hiện tham vọng của cô. Cho tới bây giờ cô vẫn còn ngụy biện nữa sao? Sở Nhi hiểu rồi. Sở Nhi, ngươi câm miệng. Cô không biết được đâu. Cô để ở lại, cô muốn bồi dưỡng cô thành người kế nhiệm tỷ ấy. Nhưng mà cô đã quá nóng vội rồi. Tại sao? Tại sao bây giờ nói ta biết chứ? Sở Nhi biết sai rồi. Dạ quanh tỷ tỷ, hãy cầu xin với cô, hãy nói cô thả ta ra đi. Cầu xin dạ quanh tỷ tỷ thì có thể giúp ta. Sở Nhi nhất định sẽ nghe lời mà. Làm ơn đi. Đã quá muộn rồi. Báo nô, dẫn Sở Nhi xuống đi. Dạ quanh tỷ tỷ, dạ quanh tỷ tỷ, đừng mà, dạ quanh tỷ tỷ. Hãy